Sammy nè, Sammy nè, Sammy nè, đấy, Sammy nè, Sammy nè, đấy, ok bà hai, trời, có sao sao tiền có cây cung nó cắm ở đầu tôi vậy, à, ok bà hai, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với một video Minecraft nha mấy bạn. Và nếu như bạn nào mà thích video của mình thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên like video này ủng hộ cho mình lên được 10.000 like nha. Mấy video lần trước mấy bạn like ủng hộ cho mình lên tới hai mấy ngàn like luôn. Mà sao dạo này mấy bạn ít like quá. Bà Sammy bà đang làm gì vậy? Ây da, mọi người ơi, Sammy bà dám bắn vô đít mình. Ây da, láo Sammy nè. Sammy ui Sammy, đâu quá. Thì hôm nay anh em là mình với lại Sammy là đã làm việc xong rồi, cho nên là bọn mình đi ra ngoài. Ôi lâu lắm rồi bọn mình mới được đi chơi á, vui ơi là vui luôn. Hai trời, Sammy á, Sammy nè, có con gà kìa, bắn chết con gà luôn, bắn chết con gà luôn nè. Sammy á, Sammy nè, Sammy. Ai sẽ sáng sớm hai đứa nào đó con. Ê, hai con nhím ở đâu vậy? Hello anh Dệt. Sao đưa hai con nhím vào trong mắt rồi vậy? Ủa gì? Em nè, em là Phong Cận nè. Đây mình cởi giáp ra, cho anh thấy. Mình cởi giáp ra cho anh thấy em nè. Trời đất. Tính này hai đứa bay đứng bắn nhau thành hai con nhím luôn hả? Ủa bọn em có làm gì đâu trời. Ơ mấy bạn ơi, tính ra bọn mình bắn nhau cái cây cung. Cái cây cung nó dính có vài cây lên người chứ làm gì nhiều lắm đâu mà thành con nhím trời. Ủa tính ra là giờ người ta mốt yêu nhau là đồ sát nhau à? Mà thôi, chú tà lão của chúng mày làm gì thì chúng mày làm. Bây giờ vô này nhìn nè, anh đang quay clip nè, mày quay camera vẫn đang còn nằm ở bên ngoài cứ bẩn. Ai quay được? À thì bọn em hết giờ làm việc, bọn em đi chơi thôi, có gì đâu. Ủa giờ làm việc thì tức là chúng mày hết rồi, tao cũng hết hả? Chúng gì kia vậy mấy bạn? Ủa gì vậy mấy bạn, các bạn thấy vô lý không? Bọn mình hết giờ làm việc, bọn mình chăm chỉ hơn. Bọn mình làm việc xong thì bọn mình đi chơi thôi. Dịch không làm xong, cái giờ dịch la bọn mình, các bạn thấy dịch vô lý không? Ây, không làm xong nè, không làm xong là không làm xong rồi. Sao dịch như cái gì? Dịch dám bắn Sammy, dịch dám đánh Sammy à? Mày chết là mày như cái gì không? Tao mày kiếm hả? Thằng tiểu nhân danh đệ nhất quốc sư của làng Hero Team, hai đứa bay mà còn phá tao tí tôi rút kiếm nó chém chết cả hai đứa rồi. Em kêu cương luôn. Em cái kêu cương dịch xài kiếm gỗ hay vậy? Không, kể cho con nghe câu chuyện này hay cực. Chuyện gì anh? Cái làng ở chỗ gần mình á, nó đang có trang trại bò đang tuyển thành viên á. Phong có muốn được rời Hero Team rồi đi làm trang bò không? Ủa gì vậy? Tự nhiên đuổi em ra khỏi. Phong muốn đi rời Hero Team đi làm trang bò. Hai đứa bay đi cho tao quay clip, tao đuổi hai đứa bay ra khỏi làng nè. Rồi cái thằng này trời, đúng rồi, không có tôn tiên trật tự hết bực. Trời ơi, mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy anh Dịch kỳ quá không? Lần nào anh Dịch cũng vậy hết á. Cứ hỏi mà mình mà làm cái gì sai là anh Dịch lại kêu là đuổi bọn mình ra khỏi Hero Team. Mấy bạn nhớ qua bên video của anh Dịch bình luận tiếp nha. Lần trước mấy bạn qua video anh Dịch bình luận là anh Dịch quá đáng lắm luôn á. Xong cái đầu anh Dịch tức quá trời luôn. Mấy bạn nhớ qua video anh Dịch bình luận là quá đáng lắm luôn á nha. Ok trời. Nhưng mà Sammy ơi, Sammy. Trời. Tôi nói thiệt với bà luôn, tôi chưa bao giờ thấy ai quá đáng trong dịch. Trời mưa luôn rồi. Trời ơi, vậy là coi như mất luôn buổi đi chơi luôn rồi, trời mưa luôn rồi. Tức quá mà ông Dịch này. Ơi Sam. Ê, tính ra tự nhiên không mà bắn tôi. Tôi nói là nghe nè, bây giờ nè, tôi với bà phải tìm cách nào đó để cho anh ông Dịch mới được. Tại vì ông này ha, tự nhiên khi không, ổng lại làm hư hết mà cái buổi đi chơi của bọn mình. Đúng rồi, trời mưa nè, sao đi chơi được? Đúng rồi, yên tâm đi, tôi đã phòng đến trường hợp này rồi. Cho nên tôi đã cài một cái mod rất là hay, bây giờ tôi với bà sẽ cùng nhau đi cho ổng nha. Ok. Ok, được rồi mấy bạn ơi, chúng ta sẽ cho ổng Mr. Dịch để trả thù cái chuyện này mới được. Tức quá à. 1 hour later. Hay mọi người ơi, thời luôn á, mình tức lắm luôn. Trời, kỳ này là mình phải cho ông Dịch cho bằng được mới được. Mất hết buổi đi chơi của mình rồi. Đúng rồi. Nhưng mà Sam ơi, muốn xây cái bẫy cho này là chúng ta phải cần có sắt á. Bà có sắt không? Không, nhà tôi hết sắt rồi. Sao đây? Cái gì? Có mấy cục sắt mà cũng không có luôn hả? Trời ơi. Trời, bây giờ nhà tôi cũng không có sắt luôn. Bây giờ mình chế cái bẫy này là mình phải cần có sắt mình mới chế được. Để xem coi. Không biết trong làng có ông nào đổi sắt không ta? Ê, ông dân làng, ông có đổi sắt không? Nhìn mặt ổng ngu quá, ổng không biết đổi sắt là gì đâu. Ui Sam ơi, hình như tôi mới thấy có con gì bên đó kìa. Ui. Con gì? Ui Sam ơi, hình như bên kia có con người sắt kìa. Sao? Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết con người sắt được làm từ gì không? Nó tên là người sắt cho nên là nó làm bằng sắt đó mấy bạn. Bây giờ mình chỉ cần giết nó thì mình sẽ được sắt. Đúng rồi. Ở Sam, hay bây giờ tôi với bà giết mấy con người sắt cái mình lấy sắt đi. Thôi đánh đâu làm sao đánh được. Không sao, mình mặc giáp kim cương vô, mình ăn táo vàng vô là mình mạnh liền chứ cái gì đâu. Ok, chuẩn bị nha. Bây giờ tôi và bà sẽ giết mấy con người sắt này nè, sau đó mình sẽ lấy sắt từ nó nha. Hiểu không? Ok.
Ok rồi, rồi. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau tấn công mấy con người sắt cái nào. Mày hả người sắt? Mày hả người sắt? Người sắt à? Người sắt? Người sắt? Người sắt? Người sắt? Ui. Ủa kìa, sao nó không tấn công tôi kìa? Xin lỗi, tôi chém chúng bà, xin lỗi. Ủa sao con người sắt này nó hiền quá, sao nó không chém mình ta? Ok, tôi được 4 con sắt kìa nè. Ê, sao kỳ ra mấy con người sắt không tấn công tôi sao ơi? Trời ơi. À, cái người sắt dởm rồi. Thôi, trời ơi, sao vậy mà con người sắt này mà được 4 sắt kìa, thấy dởm không? Trời ơi, mày hả? Ơi, mình đánh dân làng nó cũng không đánh mình luôn, con người sắt này nó vô dụng quá. Ôi là trời, người sắt nè. Giết nó luôn. Mày hả người sắt? Người sắt kìa, giết đi. Người sắt nè. Ơi, tôi được 11 cục nè, bà được cục nào không? Hoa. Được bông hoa hả? Trời. Thôi nhưng mà bây giờ tôi nói nghe nè, mình giết mấy con người sắt kiểu này á được ít sắt quá, tôi không thích đâu. Bây giờ mình kiếm cách nào để có sắt nhiều đi. Đi mai đi, gì đâu. Thôi đi mai lâu lắm. Ôi sao? Hình như nhà này là nhà của bác thợ rèn rồi đúng không? Ừ. Ê, hay là mình vô mình mượn bác thợ rèn ít sắt đi. Bác cho không mày mượn không? Được. Trời ơi, bác thợ rèn thân với tôi lắm. Ngày nào tôi cũng rủ bác thợ rèn đi ăn bún đậu mắm tôm với tôi mà. Vậy luôn à? Đúng rồi, đây nên mình cứ vô mình mượn thử coi. Ủa, hình như bác ấy đi đâu rồi, để coi có cái rương. Ui, quá trời sắt luôn Sam ơi. Ủa, gì vậy? Lấy luôn, 64 khối sắt luôn nè. Ok. Ê, ông la không chở. Trời ơi, tôi đâu có ăn cắp đâu, tôi chỉ mượn bác thôi mà. Tí nữa tôi qua tôi trả cho bác. Nói thiệt, tôi thân với bác lắm. Okay. Bây giờ mình sẽ về nhà, mình sẽ chế tạo một cái bẫy nha anh em. Có sắt rồi đây. 2 hours later. Sam ơi, vô đây. Đó, để tôi chế được cái bẫy này nè, tôi sẽ cần một ít gỗ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ gỗ vào đây nha, cho nó chế thành những khối gỗ nè. Rồi, đầu tiên là sắt nè, tôi sẽ lấy sắt, tôi bỏ vào đây, tôi chế thành một cái này. Sam biết là cái này là gì không? Cho Sam coi nè. Đố Sam này là gì nè? Ồ, đẹp vô. Đẹp không? Bước vô. À, cái này là cái gì đó? Cái gai đúng không? Đúng cái rồi, gai. Cái này là gai á, người nào đạp lên là người đó sẽ bị mất máu chết luôn á. Đó, tới giờ tôi sẽ chế cho tôi một cái cúp nè. Đó, sau đó chế tôi một cái sản. Tôi sẽ chế tạo nha. Rồi, xong. Bây giờ tôi sẽ lấy cái cúp đây nè, đập này ra. Ok rồi, bây giờ nè Sam, bà đi chung với tôi nè, tôi đưa cho bà cái sẻng nè, bà để với lại một cái kéo nè. Bây giờ tôi cần thêm đất với lại là không, tôi cần thêm cỏ. Bây giờ bà có cỏ không? Không, bây giờ tôi dựng. Đi bà đi chung với tôi bà đi cắt cỏ đi. Đi qua đây nè. Đây, ở trên này có quá trời cỏ nè, bây giờ tôi bà đi lấy cỏ đi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình với lại Sammy sẽ lấy cỏ nha. Trời sao mà trời mưa luôn rồi trời. À, cắt cỏ nè, cắt cỏ nè. Nè, tôi được 29 cây cỏ nè, bà được nhiều chưa? 34 rồi. Ok rồi, đem mày đưa tôi. À, bây giờ chúng ta có thêm cỏ nữa nè. Đây. Rồi. Ok, có thêm cỏ rồi. Bây giờ mình sẽ vào mình chế cho mình thêm tiếp tục là cái bẫy cỏ nha anh em. Đây, vào đây. Đây. Sẽ bỏ vào đây, sau đó chúng ta sẽ chế thật là nhiều que luôn. Quá trời que nè mấy bạn thấy không? Chúng ta sẽ chế thành để một ít que ở đây, sau đó để cỏ lên phía trên. Chúng ta sẽ được một cái thảm cỏ. Đó, bẫy nó ra nè. Ok, xong. Hay ok. Đây là cái thảm cỏ nè Sam, đây cho bà coi này nè. À, giờ tôi sẽ đào xuống đây như thế này nha. Sau đó tôi sẽ lấy cái thảm cỏ tôi đặt lên nè. Đó, bà thấy gì không? Ủa, bà bước vô coi. Ui, té xuống dưới luôn. Ghê không? Ok, chọn cái này là cái bẫy cỏ của tôi đó. Đi. Bây giờ tôi với bà sẽ qua bên nhà của ông dịch để bắt đầu cho nổng nha. Ok. À, bây giờ tôi với bà sẽ cho như thế nào vậy ta? Bây giờ à. Yên tâm, bây giờ tôi có cách này nè. Bây giờ chúng ta sẽ đào ở đây, bà đào phụ tôi đi. Đào phụ tôi. Ok, đào xuống dưới. Tôi hướng sâu xuống nữa. Đó, xuống như thế này. Ơi, đừng có đào bự quá, đào ít thôi, đừng đào bự quá. Như thế này nè. Đó, ok rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rải gai xuống dưới đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi, nó đâm tôi. Trời ơi, nó đâm lũng đít tôi luôn rồi. Ôi, ok rồi, chúng ta sẽ lắp cái cỏ lên nè. Đó, lắp lên này. Đó, ok, lắp lên thế này. Là ông dịch, ông bước vào đây là ông sẽ té xuống đây luôn. Ghê không? Đó, quá ghê luôn, trời. Đó, ok. Vậy là coi như là ông dịch, ông chỉ cần bước lại đây là ông sẽ bị té xuống đây luôn á Sam. Sao dù đây, trời ông khôn lắm. Trời, yên tâm, có cách rồi, tôi có cách hết. Coi tôi nè. Anh dịch xấu trai ơi, ra đây đi, anh dịch xấu trai ơi. Dịch xấu trai, liêu liêu. Ôi, cái nào mới vậy, bà tôi xấu trai vậy. Liêu dịch xấu trai. Như này rồi, mặt ta mắt đẹp nè, mũi đẹp, mồm đẹp, tai cũng đẹp, tóc cũng đẹp, cái gì cũng đẹp, ngay đến cả cái mụn trên mặt cũng đẹp nè, mà sao mà kêu tao xấu trai vậy?
Liêu Liêu và Sóc Trai có giỏi hay lại gần em nè. Trời ơi, Liêu Liêu và Sóc Trai, Liêu Liêu và Sóc Trai. Liêu Liêu và Sóc Trai có giỏi lại gần em đi. Liêu 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 hôm nay đi chậm chậm lại gần người mình cho trời thấy là phải mình chạy. Ok ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. và Timmy TV, Camui TV, Mèo Simmy, Sammy Đào, Khang Dừa và Kairo để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team nha. Thì ông dịch ông dí mình quá trời luôn anh em ơi, chắc mình phải kết thúc tại đây, mình không quay được nữa đâu trời, ông dí mình ông đánh chạy chạy chạy. Nhớ like ủng hộ cho mình nha, yêu anh em phải rồi, bye bye.